bị vợ đuổi khỏi nhà vì mê chơi game. Đi đi nè, đi ra khỏi nhà tôi, đi. Chú coi đó, con vợ con đó, nghĩ sao thì nó quăng hết đồ của con ra ngoài đường, nó quăng bể luôn cái laptop con luôn à. Con có làm gì nó đâu. Ừ, anh đâu có làm gì đâu. Chính vì anh không làm cái gì thì nó quăng, nó đuổi anh đi á. Cho anh đi về nhà mẹ anh đi, con không có chấp nhận được nổi đâu. Người vợ liên tục quăng đồ của người chồng ra ngoài đường không một chút thương tiếc. Làm gì quăng đồ anh vậy? Làm cái gì quăng đồ hả? Anh mê chơi game quá thì anh cuốn gói anh đi ra khỏi nhà tôi đi nha chưa? Chưa dừng lại ở đó, người vợ còn quăng luôn cái laptop của người chồng ra đường. Anh quăng đồ hả? Bây giờ tôi dục luôn cái này. Em làm gì? Em làm gì laptop của anh vậy? Cái gì vậy trời ơi? Cái laptop của anh. Anh mê chơi game đúng không? Suốt ngày tôi đi làm, anh có bao giờ anh phụ tôi được cái gì không? Anh mê chơi game thì bây giờ anh đi đi nè, đi ra khỏi nhà tôi, đi. Người chồng liên tục năn nỉ nhưng chị vợ rất quyết tâm. Chắc chị đã chịu đựng tình trạng này rất là lâu nên bây giờ mới bùng nổ. Bỏ ra, đi ra khỏi nhà tôi. Cái gì mà cãi giả, ngoài đường đầu đã tùm lum như con. Chú coi đó, con vợ con đó, nghĩ sao thì nó quăng hết đồ của con ra ngoài đường, quăng bể luôn cái laptop con luôn à. Con có làm gì nó đâu. Ừ, anh đâu có làm gì đâu. Chính vì anh không làm cái gì tôi mới quăng, tôi mới đuổi anh đi á. Chú, con nói chú nghe nha, anh thất nghiệp, anh ở nhà 4-5 tháng nay, con là cái người đi làm lo cho anh, nuôi ảnh nè. Có đi làm về đã mệt rồi, về tới nhà anh bay bừa ra. Ít ra thì anh không đi làm, con không nói, nhưng mà anh ở nhà anh cũng phải nấu cho con được một cái nồi cơm hay là một rửa chén giật đồ phụ giúp vợ con chứ. Có đâu mà anh cứ tối ngày anh từ sáng trưa chiều tối anh cứ ôm cái điện thoại anh chơi game, ôm cái máy tính anh chơi game suốt vậy đó cho con được không? Làm sao mà con chịu nổi được? Con đi làm vậy con mệt, rồi bây giờ con phải phụ nhà rồi lo cho ảnh rồi phải canh mấy cái vợ anh chơi game nữa hả? Vợ mẹ nói đúng đó, mình là đàn ông thanh niên rồi phải cố gắng kiếm việc làm để lo cho gia đình, mà lỡ không có công ăn việc làm, vợ mình đã đi làm cực khổ vậy, mình ở nhà phải là phụ hở cơm nước nhà cửa giặt giũ gì tiếp nó, còn mày cứ chơi game vậy nó bực bội phải rồi. Mấy cái chuyện trong nhà đơn giản làm xíu xong có gì đâu mà nói. Mà nè, con cũng đi kiếm việc làm nha, nhưng mà người ta chưa nhận thì từ từ con kiếm, mắc gì làm mấy kiểu này. Anh im đi, anh kiếm việc làm khi nào hả? Lúc nào con hỏi tới á thì cũng kêu là anh đi kiếm việc làm nhưng mà người ta không nhận, anh làm cái này không được, anh làm cái kia không nổi, lúc nào cũng chê bai không chịu làm. Người ta nói muốn tìm cách, không muốn là tìm lý do, anh biết không? Lý do gì? Chơi game đi giải trí thôi chứ tự nhiên làm kiểu đó. Anh chơi game có kiếm được tiền không? Người ta chơi game em thấy mấy người xì chim mà không, người ta kiếm cả 100.000 đô một tháng. Bây giờ á anh chưa gặp thời thôi, anh mà gặp thời nha, anh kiếm được cả 100.000 đô nha, tới lúc đó là anh lo cho em tới cái gì luôn á. Anh hay quá à chú, còn anh quá đáng đến mức á, anh lấy tiền của con để nạp game anh chơi nữa chú. Mày thiệt tình quá đáng. Mà thôi con ơi, nó lỡ rồi, vợ chồng mình vô nhà đóng cửa mình nói chuyện với nhau, cũng đuổi nó rồi biết nó đi đâu, rồi nó sống ở đâu. Cho anh đi về nhà mẹ anh đi con. Dù được người chú hàng xóm đỡ lời tiếp nhưng chị vợ vẫn nhất quyết đuổi anh chồng đi. Thôi em làm cái gì vậy? Em sao đâu á trời. Thôi vợ mày đang nóng giận thì về nhà mẹ mày vài ba bữa đi, rồi nó ngu giận mình về mình xin lỗi nó, hứa với nó đừng có chơi game, nó phụ hở gia đình lo với vợ con nghe không? Thôi vậy thôi chứ biết sao vợ, tự nhiên vậy đi, chú có công việc chú đi rồi đó nha. Dạ vợ ơi, vợ xin lỗi mà biết lỗi rồi, mở cửa cho anh coi. Dạ. Đây là câu chuyện có thật được tái hiện lại